Alo. Chứ gửi bài tập cho thầy à? Ừ? Lý do mẹ gửi nhá. Ok, hôm nay chúng ta sẽ vào bài mới luôn nhá. Nên chúng ta sẽ học về so sánh với tính từ, được chưa? Comparisons with được chưa? Chúng ta sẽ học về cấu trúc so sánh. Nào, nhìn thấy đây chưa? Rồi, ở đây chúng ta có Biểu positive là dạng bình thường, được chưa? Nào, nhìn lên đây, nhìn thấy chữ comparative chưa? nhưng mà cái có bên đen che quá được ạ. Comparative, nhìn thấy chưa? Rồi, đây là superlative. Thấy chưa? Rồi, chúng ta nhìn thấy này. Comparative là so sánh hơn, được chưa? Ví dụ như là ngón tay cái to hơn ngón tay út, được chưa? Đúng chưa nào? Rồi, và so sánh hơn nhất thì chúng ta nói là ngón tay cái là ngón tay to nhất, đúng chưa? Hay là ngón tay út là ngón bé nhất, đúng chưa? Được chưa nào? Rồi, vậy thì bây giờ với dạng so sánh hơn nha. Đây là so sánh hơn, được chưa? So sánh hơn thì thêm đuôi gì? Đuôi er, được chưa? Đúng chưa? Rồi, đầu tiên one syllable tức là một nguyên âm, à một âm, được chưa? One syllable mà chỉ có một âm tiết, được chưa? Với các tính từ có một âm tiết thì mình sẽ thêm gì? Và so sánh hơn. ER, đúng chưa? Rồi, ở so sánh hơn nhất thì mình sẽ thêm EST. Được chưa? EST. Được chưa nào? Nhớ nhá, so sánh hơn thì thêm đuôi ER, so sánh hơn nhất thì thêm đuôi EST, được chưa? Rồi, và mình chỉ thêm cái đuôi này khi nào? Khi mà nó ở trong bốn cái trường hợp ở dưới này, được chưa? Bây giờ mình sẽ xem trong bốn trường hợp, những trường hợp này, những trường hợp nào thì mình đòi thêm đuôi ER nhá. Còn những trường hợp nào mà không thêm đuôi ER, được chưa? Thầy bảo rồi, không chat. Nào, đầu tiên, trường hợp đầu tiên để được thêm được đuôi ER với so sánh hơn và EST với so sánh hơn nhất là one syllable, tức là chỉ có một âm tiết. Nhớ chưa? Tính từ mà chỉ có một âm tiết khi mà ở dạng so sánh hơn thì sẽ thêm đuôi ER, còn ở dạng so sánh hơn nhất thì sẽ là EST. Nào, ví dụ này. Động à, tính từ clear, đúng chưa? Chỉ có một âm tiết, đúng chưa? Clear hay là dark, chỉ có một âm tiết, đúng không? Dark, đúng chưa? Khi mà so sánh hơn nhất thêm đuôi ER sẽ đọc thành gì? Clearer, đúng chưa? Tiếp dark, à đúng rồi, dark. Còn so sánh hơn nhất,
Clearest. Rồi, clearest và darkest. Đúng rồi, darkest. Được chưa? Được. Rồi, đấy là những tính từ một âm tiết, được chưa? Cái trường hợp thứ hai này thì cũng đơn giản thôi. Trường hợp này là một âm tiết mà nó kết thúc, mà cái từ đó nó kết thúc bằng chữ y, đúng chưa? Thì mình chỉ phải thêm chữ a hoặc st thôi, đúng chưa? Nó cũng vẫn là thêm est hoặc er, nhưng mà đơn giản hơn là bỏ chữ y đi, được chưa? Ví dụ như này là waste, đúng chưa? Hơn nhất sẽ là wiser. Đúng rồi, wiser thêm gì thôi? Error. Hơn nhất thì là wist. Wisest. Rồi chưa, thêm gì? St. Rồi, nhớ chưa? Được chưa nào? Đây là hai dạng đơn giản nhất, được chưa? Khi mà nó có e rồi thì chỉ việc thêm những từ còn lại thôi, được chưa? Nào, thứ ba này. Adjectives ending with one vowel and one consonant. Tính từ mà kết thúc với lại gì nhỉ? One vowel. One vowel. One vowel. Một vowel là gì nhỉ? Một gì? Nguyên âm hay là phụ âm đấy? Hả? Phụ âm. Vowel mà. Nguyên âm. Một nguyên âm và một phụ âm. Nguyên âm, chúng ta có những nguyên âm nào? Chúng ta có những nguyên âm nào nhỉ? Thin. Nguyên âm nào? Nguyên âm nha, không phải là từ nha. Chúng ta có những nguyên âm nào nhỉ? Hey. Nào, liệt kê cho thầy những nguyên âm nào nhỉ? Những nguyên âm nào đây? Nguyên âm nào? Nguyên âm nào nhỉ? Nguyên âm nào đấy? Những nguyên âm nào nhỉ? Nguyên âm nào? Học rồi, những nguyên âm nào? Nguyên âm. Nguyên âm nào nhỉ? Nguyên âm nào? Học rồi, những nguyên âm nào nhỉ? Chúng ta có những nguyên âm và phụ âm, vậy những nguyên âm nào? Quẻ quải là gì? Quẻ quải. Thật. Hả? Nguyên âm nào? Ait. A này. O này. I này. U này. E này. Đúng chưa? Đấy có phải những nguyên âm không? What? Những nguyên âm đấy mình viết tắt là Y, đúng chưa? U, E, O, A, I. Quẻ quải, đúng chưa? Đấy là những nguyên âm, được chưa? Những từ còn lại thì đều là phụ âm, được chưa? Ví dụ như này, N này, T này, F này, H này, đúng chưa? Đấy là những phụ âm. Nào, nhìn vào đây cho thầy biết nào. Theo từ sin này thì đâu là nguyên âm, đâu là phụ âm?
âm là y. Việt Nam là gì? Y. Y à? I. I. Phụ âm là N. T. N. N đúng chưa? Rồi. T. Thì nhìn vào đây, nhìn vào đây, nhìn vào đây. Nói trường hợp này thì nó cái gì nó đã bị tăng lên rồi nhỉ? Xong mới thêm đuôi ER nhỉ? TN. Cái gì nó đã bị tăng lên rồi? Một phụ âm. Rồi, phụ âm đã bị tăng lên. Một phụ âm tăng lên thành hai phụ âm. Rồi, vậy người ta gọi là gấp đôi phụ âm đúng chưa? Gấp đôi phụ âm sau đó mới thêm gì? Ear. Ear hoặc là yes. Hoặc là e. EST yes. Đúng chưa? EST. Nhớ chưa? Phải ghi vào nhá. Tính từ mà kết thúc bằng một nguyên âm và một phụ âm thì chúng ta phải gấp đôi phụ âm lên trước, sau đó mới thêm đuôi được chưa? Hoặc là fast cũng như thế đúng chưa? Fast thành faster và fastest đúng chưa? Ghi lại chưa nào? Nhớ là tính từ kết thúc bằng một nguyên âm và một phụ âm thì phải gấp đôi phụ âm, sau đó mới gấp đôi phụ âm lên và sau đó mới thêm đuôi ER hoặc EST, nhớ chưa? Nào, và nhớ này. Xong chưa? Tính từ kết thúc bằng một nguyên âm và một phụ âm thì gấp đôi phụ âm trước khi thêm đuôi. Ear. Okay, EST. Tính từ kết thúc bằng một nguyên âm và một phụ âm thì phải làm gì? Phải thêm gấp đôi phụ âm. Sau đó thêm rồi mới thêm đuôi. Rồi thêm đuôi ER hoặc là EST. Rồi ER hoặc là EST nhớ chưa? Yeah. Hoặc là EST nhớ chưa? Ừ. Và lưu ý giúp thầy này, nhìn lên đây này, nhìn này có chữ note ở đây chưa? Đây chữ note ở đây. Put the before superlative, tức là mình phải cho mạo từ the vào phía trước của cái từ mà được thêm đuôi đấy. Ví dụ này, chúng ta có từ queries đúng chưa? Là đã thêm đuôi rồi đúng không? Nhưng mà muốn nó trở thành so sánh hơn nhất thì phải thêm the vào phía trước, đọc thành the clearest. Nhớ chưa? Viết cũng phải viết thêm the vào nhá. Nhớ cái phần này chưa? Ghi lại, ghi cái nốt đấy vào. Cái chữ the đấy để trong ngoặc kép nhá, hoặc là viết hoa, viết to nó lên. Xong chưa?
Xong chưa? Ghi xong chưa. Nốt rồi chưa? Ghi nhanh nào. Chưa nào? Rồi nhớ chưa? Rồi nhớ nha. Khi nào mà tính từ hay là tính từ hoặc trạng từ mà nó kết thúc, nhớ là nó chỉ có một âm tiết thôi nha. Những trường hợp này những trường hợp một âm tiết nha, chứ không phải hai âm tiết nha. Nhớ chưa? Chỉ có là một âm tiết này và nó kết thúc là bằng một nguyên âm với một phụ âm thì mới được gấp đôi nha. Còn nếu như nó hai âm tiết thì không phải đâu nha. Được chưa? Tiếp này, hai âm tiết tính từ mà kết thúc bằng hai có hai âm tiết nhưng mà lại kết thúc bằng chữ y dài. Được chưa? Thì chúng ta cho nó là tính từ ngắn, được chưa? Ví dụ này, busy hay là Mary. Mary. Đúng chưa? Busy hay là Mary. Cũng như vậy, được chưa? Rõ ràng là hai âm tiết, đúng chưa? B và Z hay là M và R, đúng chưa? Hai âm tiết nhưng mà nó lại kết thúc bằng chữ Y, bằng Y dài, được chưa? Thì nó là tính từ ngắn hay dài? Tính từ gì? Ngắn. Được chưa? Mình cũng vẫn thêm đuôi gì à, đổi y dài thành y ngắn, sau đó thêm đuôi. Nhớ chưa? Đổi y dài thành y ngắn và thêm đuôi. Ở đây chúng ta chỉ có một vài từ thôi nha, chứ không phải tất cả các từ đâu nha. Bật cam lên. Cứ làm cái việc gì đâu ấy. Nào, busy hay là Mary, được chưa? Chúng ta chỉ có những cái từ busy này, Mary này, hay là hay là busy early, được chưa? À, sorry, đây là kết thúc bằng đuôi ly rồi, được chưa? Chỉ cần nhớ là cứ tính từ hai âm tiết nha. Tính từ có hai âm tiết này và kết thúc bằng chữ y dài thì là tính từ ngắn, được chưa? Được chưa nào? Hai âm tiết mà kết thúc bằng chữ y dài vẫn là tính từ ngắn, được chưa? Rồi từ cái phần này trở lên, được chưa? Bốn cái dòng đầu này này đều là tính từ ngắn, được chưa? Thì mới thêm đuôi ER hoặc là EST, nhớ chưa? Bây giờ chúng ta sẽ sang 3 or more syllables, 3 hoặc là nhiều hơn 3 âm tiết, được chưa? Nhiều hơn 3 âm tiết, à từ 3 âm tiết trở lên thì gọi là tính từ gì? Từ 3 âm tiết trở lên thì gọi là tính từ gì nhỉ? Tính từ dài, đúng chưa? 3 âm tiết trở lên là tính từ dài, còn 1 âm tiết là tính từ ngắn, 2 âm tiết cũng là tính từ dài, được chưa?
Tức là 1 thì là ngắn, 2 trở lên thì là dài rồi, được chưa? Nhưng mà hai âm tiết mà lại kết thúc bằng chữ y thì lại là ngắn. Hiểu không? Cứ có xong đến lúc tí nó làm bài lại không biết nhá. Được chưa? Thế thì với trường hợp mà từ 2 hoặc 3 hoặc là nhiều hơn 3 âm tiết trở lên thì đều là những tính từ dài, và những tính từ dài thì mình sẽ không thêm cái gì vào tính từ đó, được chưa? Mình chỉ thêm more vào phía trước của tính từ đó đối với so sánh hơn và most vào trước tính từ đó ở so sánh hơn nhất, được chưa? Ví dụ này, creative mấy em tiên? Creative mấy nhỉ? Creative ba âm tiết đúng chưa? Ừ. Thì đều là tính từ dài rồi, thì mình thêm gì thôi? So sánh hơn thì mình thêm gì? More. Đọc thành more creative. More creative. 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 Được chưa? Còn so sánh hơn nhất thì phải là the most creative. The most creative. Được chưa? Ở bên dưới này cũng thế. Popular. So sánh hơn sẽ là more popular. Rồi. Hơn nhất sẽ là most popular. Cái gì mới đến most nhỉ? Vừa ghi nốt rồi. The most. Rồi. The most popular. Rồi, the most popular. Được chưa? Được chưa nào? Rồi, ở đây chúng ta có một vài những cái tính từ bất quy tắc. Động từ cũng có động từ bất quy tắc, mà tính từ cũng có tính từ bất quy tắc, được chưa? Tính từ bất quy tắc ở đây thì chúng ta chỉ có những tính từ này thôi này. Good là tốt, được chưa? Ở so sánh hơn nó sẽ thành better. Và so sánh hơn nhất sẽ là best. Cái gì đến best? The best. Được the chưa? Best. Rồi đến but sẽ thành but. Worse. Worse. Đúng chưa? Và worse. The worst. Rồi. Little sẽ thành less. Less và the least. Rồi. Much sẽ thành more. Và the most. Rồi. Nhớ chưa? Nhớ là so sánh hơn nhất thì phải thêm mạo từ the vào đằng trước nhá. Có cái thảo nào là bố tại sao nhỉ? Ở trên cho của em có được chưa? Ghi lại chưa? Ừ. Ghi lại nhanh, ghi lại những cái tính từ bất quy tắc này vào nhá. Đáng nghe là phải làm ghi lại hết cái bảng này mới đúng ấy. Hôm nay lúc không biết cái gì đâu. Nhớ là bốn cái ở trên đầu thì đều là tính từ ngắn nhá. Tính từ ngắn thì mới thêm được đuôi, còn tính từ dài thì không thêm được đuôi, nhớ chưa? Giống như kiểu cái xe máy ấy, nó nhỏ nhỏ bé bé thì mới thêm được thêm một cái xe kéo ở đằng sau, được chưa? Còn những cái container thì không thể thêm được một cái xe nữa, được chưa? Hiểu như thế chưa? Thì cái cấu trúc so sánh này cũng như thế. Tính từ ngắn thì mới thêm được đuôi, còn dài thì không thể thêm được đuôi. Đi lại nhanh nào. Đi xong bỏ thầy nhá.
không thêm đuôi à? Không ạ. Sao không thêm đuôi cái nào? Chưa hiểu cái nào nào? Anh nhớ lại rồi. Nhớ rồi. Không hiểu thì cứ hỏi thầy nha, thì giải thích nó dễ được chưa? Cứ nhớ là phải ngắn thì mới thêm được đuôi, còn dài thì không thêm được đuôi nhá. Mà ngắn thì chỉ có một âm tiết thôi. Được chưa? Ngắn thì chỉ có một âm tiết thôi. Còn dài là cứ hai âm tiết trở lên, giống như kiểu cái xe container ấy. Đúng chưa? Xe container thì nó có một cái đầu kéo với lại một cái remote, đúng chưa? Còn xe máy thì chỉ có mỗi mình cái thân xe máy thôi thì nó mới kéo thêm được. Còn cái container kia thì nó đã cái đầu kéo, nó kéo theo cái remote rồi thì nó không kéo thêm được cái gì nữa, được chưa? Hiểu như thế là được nhá. Xong chưa? Rồi, xong rồi thì bây giờ làm luôn bài tập này. Now, what do you know about dinosaurs? What do you know about dinosaurs? What does this mean? Dinosaurs. Long. What do you know about dinosaurs? T-Rex. Do you know about it? Yes. What does it look like? It is very big. It has tail. A long tail? Yes. Anything else? How many legs? Four legs. Four legs. How many eyes? Two eyes. They have the teeth of it. They are. No. No, that's it. Sắc nhọn mà không biết á. Từ này học rồi. Sharp teeth. Sharp teeth. How you spell it? Digger. How you spell it? High spirit. Yes. Là cái gì thầy không hiểu? Là thầy đánh vần nào à? Higher spirit. Thầy chưa hiểu rõ. Có nghĩa là gì? Tức là trong một cái bài kiểm tra có câu đấy thôi. Thầy chịu. Thầy không hiểu con nói từ đấy kiểu như nào đâu. High spirit đúng không? Tức là high spirit là tinh thần cao. Tức cả ngày đánh vật thế nào ạ? Spell it. Yes. H-I-G-S-P-S-P-R-S-P-I-R-I-T. Spirit. H-I Spirit. Rồi bây giờ quay lại chủ đề nào. Chúng ta có một vài từ mới này. Lizard. Lizard.
lizard. Did lizard. Là con thằn lằn. Tail là cái đuôi, biết rồi đúng không? Thế cái từ động vật ăn cỏ đọc như nào? Herbivore. Thế động vật ăn thịt? Carnivore. Ghi lại nào. Herbivore là động vật ăn thịt, à động vật ăn cỏ này. Carnivore là động vật ăn thịt này. Thế thì theo như con thì dinosaur là loài nào? Cổ long bà chúa. Tùy từng loài đúng chưa? Ghi lại nào. Xong chưa? Đi xong chưa nào? Rồi. Nào. Bây giờ hãy hoàn thành cho thầy cái đoạn này bằng cách chọn các cái từ bên này được chưa? 10 câu. Có từ đã sẵn rồi nhá, chỉ việc chọn thôi đấy. Ví dụ này, dinosaur lived on our planet. Wow. 150,000 150 million years ago. Okay. Từ rất lâu rồi. 150 triệu năm trước rồi, được chưa? Tức là ở trong quá khứ chưa? Rồi. Bây giờ đọc cho thầy các câu này xem là nó ở thì nào và chọn từ nào nhá, cho nó phù hợp, được chưa? Rõ chưa? Biết cách làm bài này không nào? Khoanh luôn ở bên này á thầy này. Nhá. Không cần phải điền như thế. Khoanh luôn vào bên này. Đấy. Được chưa? Hoặc là để một cái dấu chấm nào đấy để cho nó khác biệt với những cái còn lại là được nhá. Rồi. Nhớ là đọc thật kỹ đấy, có từ mới ra thì bảo thầy.
không như đó. Ừ. Sửa. Đọc kỹ nha. Ok. Xong rồi đúng không? Chắc chưa? Ừ. Để thầy sửa lại cho nó nhìn cho nó dễ xem nào. Đấy, như này không nhìn ra nổi được từ nào. Rồi để xem từ nào đúng thì sẽ cho một tim nhá. Ok. Number one. The first dinosaur. Yes. Looked like big lizards. Many of them had short tails, big heads, and walked on four legs. Most dinosaurs were herbivores, which means that they only ate plants. Some of these dinosaurs were very, very small. Yes, very small. But other kinds of dinosaurs were bigger and heavier, and were carnivores, which means that they ate meat. Dinosaurs lived in warm forests, were aware they were lost and lot of này nha. Con off này này. Off này này là tắt rồi, được chưa? Ví dụ như kiểu là turn off the light, là tắt đèn ấy. Được chưa? Chỉ một F thôi nhá. Tiếp đến này. But about 60 million years ago, some people say yes, the weather on our planet suddenly got colder and drier. Many plants, xem là that hay là what hay là who nha. Rồi, many plants that dinosaurs liked to eat stopped growing, which was a terrible problem for these animals. So soon, dinosaurs disappeared too. Today, people sometimes xem là fight hay là fought hay là fight nha. Rồi, people sometimes fight dinosaur teeth in rocks or under the ground.
Dinosaurs are now extinct, but you can learn about about them in special science museums or when you watch dinosaur films on TV. Rồi, câu số 5 có một chút nhầm lẫn thôi đúng không? Ok, rồi, rất là tốt. Có câu hỏi gì cho phần này không nào? Không ạ. Ok, có từ mới nào không? Không ạ, không thấy bảo ấy hả? Ừ? Là đúng câu nào đấy, tự tìm. Câu nào nào? Câu nào? Ok. Không thể bảo là cái gì đấy, thả tim ạ. Thì sang có một câu thôi, đúng không? Thì thôi, không cần phải thả tim nữa. Đúng chưa? Sang một câu số 5. Nhầm lẫn rồi đúng không? Of chỉ có một chữ thôi nhá. Loss of chỉ có một chữ thôi nhá. Ok. Rồi, có câu hỏi gì cho bài tập ngày hôm nay không nào? Ok, không có câu hỏi gì chúng ta nghỉ nhá. Về nhà thầy dặn này, nhớ học lại cấu trúc so sánh hơn và hơn nhất như vừa thầy nói nha. Có 6 cái trường hợp được chưa? 5 trường hợp đầu tiên, 4 trường hợp đầu tiên thì là tính từ ngắn, trường hợp thứ 5 là tính từ dài và trường hợp cuối cùng là tính từ bất quy tắc, nhớ chưa? Ok. Rõ chưa? Rồi, lát bảo mẹ gửi bài tập cho thầy nhá. Okay, goodbye.